Tiếp tục em xin phép chào tất cả anh chị em đầu lai lên một cái quần hải quân của lính Mỹ. Đồ lính Mỹ đã qua sử dụng. Không cần giới thiệu, bữa nào lên like những cái mặt là biết anh em ơi. Tiếp tục là cái quần này chất vải kaki của lính Mỹ nha. Bụng là 78-80, căng hết cỡ là 84-80, căng hết cỡ là 84. Chất vải kaki và dài quần là 102. 102. Đều và đẹp nha anh em. Quần này rất là đều và đẹp, mới luôn. 93-96%. Rồi, ai ưng con này chốt giùm em 400.000 mã 91 mở hàng đồ lai giùm em nha. Chỗ anh em bữa nay đã lạnh chưa? Chỗ em bữa nay thì buổi sáng hơi xe lạnh một chút thôi. Còn giờ này còn bật quạt, nóng lắm. Còn cái quần này, cái áo này nó trùng màu với cái quần luôn. Anh em nào mà thích kép bộ luôn thì cũng được luôn ha. Cái bông bông áo nó trắng màu hơn, con này là nó ít cái màu trắng hơn. Nói chung là ghép bộ được. Từ mới thì ngang hàng nhau, rất là mới luôn á. Con này của lính Mỹ luôn, vai 43. Vai 43 thì hơi bé rồi. Dài áo là 72, con này chỉ được 60 kg. Con này bằng em vừa. Còn cái quần kia thì nó rộng hơn. Vai 43 là chỉ được 5-60 kg thôi. Đấy, 5-60 kg thôi. Mới thì mới lắm nhưng mà hỏng nó vừa đôi. Rồi chốt cho em con này nè, tem này 300.000 mã 92, mới 96-98% nha. Rất là mới ấy. Nhưng mà tiếc cái là cái bụng hơi bé. Anh nào mà có ghép đôi cũng chả được. Tiếp con kaki tem vàng này, báo cáo anh em kaki tem vàng nhanh chốt nha. Kaki tem vàng ít thì có lắm, mà nó rẻ thì dễ mua. Con này là vai 45, xanh ô liu, dài áo là 71, màu xanh ô liu nha. Tem quá trời đẹp luôn nè. Nhưng mà ngay góc này em thấy có vết trắng trắng à. Này, nó bị sượt đây à. Bên này tất là tật đều nhưng mà chỗ góc này nó bị gì á. Xanh lè. Cổ tay gì cũng xanh lè nhưng mà ngay góc này nó không có vết gấp này. Có một cái đường hành này. Cũng không hiểu sao luôn á. Không hiểu được. Áo thì xanh đều và đẹp. Con này tem vàng nó mất tiêu rồi. Áo kaki tem vàng mà tem vàng cũng mất, mà tem size cũng mất tiêu luôn. Cái cổ thì có vết gấp nha em. Em bao hàng có phát cho anh em luôn. Nhưng mà chả hiểu sao nó mất toi rồi. Đấy. Trên con áo này gồm 4 con tem. 4 tem được 200.000. Và con áo này thì 60-70 kg. Chốt cho em con này là 500 mã 93. 4 cái tem được 200.000 này, con áo này còn có 300.000. 300.000. Thế một con áo này thì áo này là dòng đi tuyết đấy. Nhưng mà liền quần ấy nó nhẹ từng luôn. Đeo mà nhẹ từng luôn. Đeo hay bảo đây. Dây kéo là dây kéo nhôm nha. USA đồng hoàng nè. Anh nào mà chạy đi đường hay đi vào buổi sáng hay là gì á, bận con này nhé. Áo này đi mưa nhỏ thì được, mưa to là ướt. Con này nhẹ quá, có cảm giác rất là thương, rất là thích. Cảm giác rất là đã luôn. Em đo vai và bụng này. Wow, vai 57, chà bá thế. Cái bụng là 104, căng hết cỡ là 112. 104 căng hết cỡ 112. Em đo chiều dài nha. Chiều dài là 1.886, 1m74. 1m74. Nói về con này nó to vậy mà mắc in USA đàng hoàng này. Em sẽ bận. Vì ai bảo nó to. Nghe chừng là con này là phải 80 kg, 80-90 kg. Nhưng mà bệnh cái này nó bám nha. Em 50 kg em bệnh thử coi nha. Nó nhẹ lắm. Cái hệt âu gió mà mình chạy đường á. Cái dây kéo của nó, dây kéo nhôm mà nuôi cá là thấy phê rồi nè.
cái dây kéo của nó nuôi cá này. Không. Con này 80 mấy ký, 80-90 ký. Em bận thì nó cũng hơi lùng thùng ấy. Nhưng mà theo em thì nó chả thích eo được ở đâu hết. Chỉ có cái dây thu nữa lần sau này nó thắt rõ, còn lần trước này thì phải có cái dây gì nó thắt qua đây chứ thầy. Cái để tùng luồng như vậy thì nó, nói chung là anh em thao hồ sử dụng nha. 90-90 ký bẩn nó cũng đủ. Mà mùa đông chắc chắn con này là nó ấm. Bẩn con này mùa đông ấm, bởi vì nó là đi tuyết, đi mưa nhỏ được mà. Rồi 600.000 mã 90. Bao đẹp nha anh em. Con này thì bao đẹp. Có cái là nó mỏng dính. Mà cái chất liệu này nó sẽ làm cho anh em cách nhiệt khói không lạnh. 600.000 mã 90. Tiếp một cái quần multicam chất vải caro, hàng cấp phát của Linh Mỹ, 84 hộp cô bà mông. Bụng của nó là 88 nha em. Bụng 88 nha. Dài quần là 110, à khoan, dài quần có 96 à. Hơi ngắn nha. Hơi ngắn nè. Đẹp thì rất là đẹp, nhưng mà dài quần hơi ngắn quá. Đẹp tuyệt vời ông mặt trời luôn. Em không tin vào mắt, em phải đo lại tiếp lần nữa. Dài quần 98. Dài 98. Rồi, ai vừa chốt 600.000 mà 89. 96% đồ mới. Tiếp một cái quần của không quân chất vải caro nha em. Bây giờ em hướng dẫn anh em này. Cái cúc nằm bên tay trái và cái lỗ nằm bên tay phải. Anh em thuận tay nào thì chốt tay đó nha. Bởi vì cái quần này thì em phải báo cáo. Cái thằng lính không quân thì em phải báo cáo. Vì có một vài lính là nó thuận tay trái. Con này bụng 80, căng hết cỡ là 90. Dài quần là 106, chất vải caro và 84 hộp. Mới keng. Keng xà beng luôn. 300.000 mà 88. Rất là mới nha. Tiếp con này cũng là chất vải caro. Con này bụng 82 và căng hết cỡ là 90. 84 hộp. Con kia mới hơn con này. Dài quần 102, con đó 96 đến 98 thì con này chỉ được 93-95% thôi. 93-95% thôi, nhưng mà nó đều đẹp như nhau à. 300.000 mà 87. Tiếp con hải quân vàng. Hải quân xanh, hải quân vàng và hải quân thủy quân. Con này là vai 46, dài áo là 78. Anh em nào mà chơi game ấy, thì là mấy con này là con vi tính phải không ạ? Rồi, UF Navy này của hải quân này anh em. Ở đây nó bị dính cái màu gì nó hồng hồng ở đây này. Nó bị dính màu á. Một hai cái tem. Hai tem áo còn hơi dài chút hí. Hơi dài chút nha. Anh em nào về thích thì cắt bớt lên like giùm em đi. Rồi con này 60-70 ký. Chốt giùm em 300.000 mã 86. 300.000 mà 86. Tiếp một con công bắc này. Công bắc này là cổ lọ. Tất tật tật là phải thun hết nha anh em. Toàn bộ là thun hết nha. Bẩn cái này nó đã lắm. Thực ra là anh em mà đã chơi con này thì rất là nghiện. Nhưng mà chưa quen thì cũng khó bẩn lắm ấy. Có nhiều người mua bảo là nó mát quá, anh mua thêm ít con nữa anh bẩn chảy đường. Nhưng mà con này nó bị giãn này nè. Cái phần này ông này ngực đô quá, nó nhô ra hay sao mà nó bùng cái chỗ này, gọi là bị giãn. Bị bay. Nó bị bay cái phần đó. Ngực đô. Bằng cái phát của lính Mỹ nha em. Bề ngang là 52, tương đương size M. Chiều dài là 78. M mà đây là CS mà nó ra size M luôn này. Nó mỏng không? Nhìn ở trong nó nhìn thấy được bên này luôn ấy. Nhưng mà nó thực sự nó rất là mát nha. Mát lắm á. Size S thì 50 đến 60 kg. Nhưng mà con này nó giặt ra bằng size M.
thì anh em 60 65 cũng được. Bận sọng được. Ở mới con này không có lắm rồi đâu. Dài áo là 80. Không có được lắm rồi đâu anh em ạ. Đằng sau thì đẹp trai nhá. Đằng sau đẹp trai và đằng trước anh em thấy cái chỗ lục phục đây không? Chỗ này là nó bị ấy, em đã nói rồi ha. Rồi chốt cho em 400.000 mã 85. Hàng cấp phát của lính Mỹ anh em, 400.000. Cái một cái quần này là hạt cát mát lắm ạ. Canada và hàng xưa, em trắng hàng xưa. M65 Canada. Con này là bụng 100 anh em, đôn về cho em 5 phân nhá. Đôn về bớt 5 phân. Và em chỉ đo tới đây, còn cái này em để lại này. Tới đây là dài 102 ạ. 102. Chất vải hạt cát màu xanh đẹp, nhưng mà không hiểu sao chỗ này có cái màng màng này. Em ở trong nhìn thấy không? Đấy. Nói chung là cái màu xanh của nó có những chỗ nó lấp lánh màu trắng trắng này. Đấy, em chả hiểu làm sao. Nhưng mà con này chưa hề có quát gì hết nè. Thường là nó quát là mấy cái đường này nè, là nó sẽ ra màu vàng, là như quần bò nó quát bạc màu trắng. Con này nó ra màu vàng gọi là quát. Con này chưa có gì hết. Chưa có gì hết luôn. Đều và đẹp đấy. Đẹp đấy. Rồi chốt cho em 1 triệu mã 84. Canada là cả triệu mấy nha. Con này bán có 1 triệu thôi đó. Dây kéo nè. Chốt cho em mã 84. Con này chưa có phần trăm, chưa được xếp vào dạng 93% đâu, nó phải là 95% và lên. Một con áo của Thủy Điển màu xanh lưu, dày như M65 anh em. Vai của nó là 47. Wow, sau còn có cái đuôi tôm này. Đuôi này anh em sử dụng thì sử dụng, không là anh em quất lên đây, có cái nút ở trên này đấy. Có cái nút đây, luồn dây vào đây và nó cài ở đâu trên này. Em nhớ như vậy. Rồi nha. Chiều dài là 73. Áo này đẹp đấy chứ. Cái thằng Thủy Điển này rất là đẹp chứ. Chất vải của nó cũng không thua kém gì đồ Mỹ đâu. Nhưng mà đây nó bị dính cái gì á? Dính sơn. Dính sơn. Cái đuôi tôm này anh em biết không? Em thấy lính nó bật, nó thọc từ đằng sau mông, nó thọc qua đằng trước, nó cài lại đó. Nhưng mà chả hiểu nó giữ để làm cái gì, mới sợ mất hay sao ấy. Thủy Điển nè. Em đo vai thì dài lại cái mà. Vai 48 lần mà. 48 thì mình đâu có cơ. Em cứ tưởng 48 là bằng em chứ. Nó hơi nhanh chút. Anh em ủi ra cho nó thẳng thế một chút. Nhưng mà bằng em này. Nói vai 47, 48 mà nó bằng em này. Có thể tin được không? Bằng em luôn. Số ký từ tất tật tật bằng em về ủi lại giùm em một cái cho nó đẹp nha anh em. Nó hơi nhanh là xấu quá à. Ủi một cái thì hơi bị phắc. Hơi bị phắc là nó đánh lên vớ mỏ này. Rồi. Đẹp xanh, vải dày đẹp. Con có vết sơn một chút nhỏ nhỏ đâu đây này. Vết sơn đâu rồi á. Tìm không ra nữa rồi. Ai ưng chốt con này giùm em này. 500.000 mà 83. Hết rồi anh em ạ. Em cảm ơn tất cả anh chị em và hẹn gặp lại anh em video tiếp theo nha. Bye.